em phải đói lao động mới phải đói. Ví dụ ngủ đến trưa thì nó sẽ không đói. Đánh ăn ngoài đi. Chưa ngủ đến trưa. Ra bỏ nhiều cái suy nghĩ không thể ngủ được với cả anh. Trước em dậy sớm lắm, nhưng mà trước em tự giác cái rồi. Thế sao giờ như trước kia? Từ lúc đi đại học. Từ lúc đi đại học thì thôi. Từ lúc đi đại học có hôm đi làm đêm, buổi sáng có hôm là buổi sáng đi học thì đi học luôn. Còn chiều về ngủ, trưa về ngủ. Trước làm đêm nhiều. Ui này, vừa rồi anh quên anh không lật đấy. Anh không lật đấy. Dính rồi. Không phải không dính mà nhớ lên view luôn. Thế anh xóa nhẹ luôn đi. Đúng rồi. Thế là anh lật phát này lại lên luôn. Thế. Có 500 rồi. Kênh nào? Kênh của em á? Hai video rồi. Lên luôn này. Kênh của em á? Đâu xem? Anh làm cùng một kênh mà anh chẳng 4 người là 5 video. Còn 10 video đi. Em làm 10 video một ngày không? Anh 10 video là 20 video. Búp luôn. Em biết tại sao phải búp luôn không? Búp luôn. Đủ điều kiện phát nhá. Đủ view nhá. Thì anh treo 1 tháng mới gọi được kiếm tiền thôi mà. Đúng không? Thì búp mạnh đi. Được 1 tháng rồi. Ừ. Lâu thế. Ừ, đúng rồi thì đó. Búp 1 tháng em đủ điều kiện em treo luôn. Còn là em up 1 ngày 1 video đi. Trừ khi em kênh là từ trước cơ. Như cái kênh trước ấy. Thì không đến 1 tháng. Nhưng mà quan trọng có đủ view không. Sau 1 tháng đủ view không. Thế là anh kiểu búp mạnh lên. 1 ngày 2 video đi. Ý là cứ trên 100.000 view là... Trên 100.000 view thì 1 ngày em up 1 video đúng không? Thì được búp luôn đúng không? Thì được búp luôn. Thế là ấy đi, hay là làm video đi. Mỗi ngày 10 video ở đấy, anh 10 video nữa. 20 video, búp xong là cái khác. Nhưng mà nãy là làm được càng nhiều thì tốt. Vì có 10 phút mà, có 1 phút mà.